Ok, nhìn vào máy quay. Bây giờ là chị Tuệ Mẫn đang ngủ rồi, nhưng mà hôm nay lên là chờ sắp xếp mấy đứa quá lâu cho nên là chị Tuệ Mẫn đang ngủ. Ngày hôm nay là mấy đứa được ăn liên hoan bữa ngày hôm nay, cái đĩa xúc xích to đùng này nhá, là bởi vì ngày hôm nay là ăn mừng đầy tháng của chị Tuệ Mẫn. Nhưng mà chị Tuệ Mẫn lên đây chờ lâu quá, chị Tuệ Mẫn ngủ rồi. Nghe chưa? Có hiểu vấn đề chưa? Nhá, là ngày hôm nay là ăn mừng đầy tháng của chị Tuệ Mẫn nhá. Bởi vì là không thể tổ chức vì dịch được, cho nên là chị Tuệ Mẫn sẽ ăn mừng ở nhà, là ăn mừng chỉ có bố mẹ với này mấy em này thôi. Đó. Ây, chị Tuệ Mẫn ngủ rồi. Đấy. Chị Tuệ Mẫn nằm ở đây là có cái này này, chị Tuệ Mẫn ngủ mất giờ. Chị Tuệ Mẫn ngủ rồi thì để chị Tuệ Mẫn lên trên ghế này thôi. Đó nhá. Thôi con Siro ra đây ăn đi nào. Ra đây để anh phát quà cho. Đây là chị Đại tương lai. Ok. Con nằm ở đây. Để cho các em nó liên hoan nhá. Con nằm ở đây đi, không thì mẹ để đấy, mẹ ra mẹ phát quà cho các em đi. Con Siro xích ra đây, không phải đảo chỗ. Siro ra đây, Siro vòng ra đây, ngồi xuống. Ok, đã biết hôm nay là ăn mừng cái gì chưa, mà lúc anh giới thiệu này đi hả? Đó 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 nhá. Hôm nay đấy là ăn mừng, là ăn liên hoan đấy nhá. Một đĩa to đùng này chia ra mỗi con là được phải tầm 5 6 lạng đấy, 5 lạng đấy, 5 lạng xúc xích đấy chứ không phải chuyện ít đâu nhá. Sau này nhá, chị Tuệ Mẫn bảo là phải nghe nhá, Pila không có lằng nhằng ra chỗ của con Messi. Thế này nha. Thôi thì con dậy rồi à? Con dậy đi chơi với các em tí. Các em đang nằm chờ, đang ăn liên hoan đầy tháng con đấy. Con Siro nằm xuống đi, nằm hẳn xuống đi để nhìn cho nó gần. Nằm hẳn xuống. Thôi Pila từ từ, lúc nào đến phần Pila anh bảo. Mì cũng xót miếng nào, bé bằng cái kẹo nhưng ăn không xót miếng nào so với chúng nó. Nhỉ, Mẫn nhỉ, ăn chả xót miếng nào so với này mấy đứa kia. Thôi được rồi, thế thì chị Tuệ Mẫn ngủ rồi, thế thì để đây đi, để phần còn lại này đi, để phần còn lại này để cho vào trong bữa tối của mấy đứa. Hôm nay cho mấy đứa ăn bữa tối muộn. Maxi này nha. Bây giờ để anh sẽ chia vào 3 cái bát này, chia vào 3 bát này đi. À, con dậy rồi hả? À, con dậy rồi hả? Ok. Ừ. Mẫn dậy rồi hả? Mẫn dậy, Mẫn nhìn các em nó đang chén này này. Nó đang chén đầy thắng Mẫn, chúng nó đang được ăn liên hoan này này. Đó. Ừ. 3 đứa nó đang được ăn liên hoan đấy.
Thế để bố chia nhá. Thôi thế thì chị vẫn dạy rồi, thế để chia cho ba đứa vào bát phần ăn của ba đứa nhá, để cho ba đứa ăn, để chia ra bát cho ba đứa đi, để cho ba đứa ăn đi, rồi để cho bé chị Mẫn xuống bên dưới nhá. Nào, ui trời, ba đứa ra đây đi. Xích nào, cơm thừa canh cạn. À, cả phần của con mi nữa. Cả phần của con mi nữa này. Đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn kiểu này đi. Xem là cái bát nào là cái bát nhiều nhất nhỉ? Bát nhiều nhất là bát cho con siro đấy. Để bố ấy đi rồi tí bố rửa tay. Nè. Thế hôm nay ăn liên hoan là chúng nó bỏ quên chị Mẫn luôn à? Không đứa nào nó quan tâm đến chị Mẫn nữa. Như hôm trước sau khi nó chào hỏi ban đầu thì không đứa nào nó quan tâm đến chị Mẫn nữa, mà nó chỉ quan tâm đến cái phần bữa liên hoan của chúng nó thôi. Thế mới tệ anh nhỉ, mấy em hôm nay tệ quá hả? Không đứa nào chịu quan tâm đến chị Mẫn à? Hả, chị Mẫn đang ngáp cái mà không đứa nào nó quan tâm. Ừ. Nó chỉ tập trung vào cái phần liên hoan này thôi. Chia làm 3 này. Chia làm 3 phần. Rồi, một phần này. Hôm nay thì ăn thì cứ gọi là tí tã luôn nha. Nào, Messi lùi lại. 2 phần. Nào, Messi lùi lại. 3 phần. Xem nào, chị Mẫn xong rồi kia kìa, chị Mẫn đang thì ngáp rồi kìa. Ba đứa thì nó chỉ trực trực vào phần liên hoan thôi. Thôi xong rồi, con Messi đâu, phần của Messi đây này, phần của Pila đây, phần của Siro đây, phần của Pila đây, ăn ở chỗ mọi khi thôi. Con chờ bố một tí. Yumi ra đây. Cứ để con nằm đây đi, cứ cứ quay đi. Bố rửa tay. Ok. Ok. Ừ, đây đây là bố bế nha, giờ bố bế Mẫn nha. Ok. Nào, ui trời, đây nào, ra đây bố bế nào. Nào, ui trời ơi, chào bạn Tuệ Mẫn xinh gái nha. Chào bạn Tuệ Mẫn xinh gái. Bạn Tuệ Mẫn dậy đi, ngắm các em đi. Các em đang chén liên hoan kia kìa. Quay mẹ quay Messi ra ăn đi. Ăn phần của Messi xong rồi thì vào đây. Ăn hết rồi mới để ý đến chị nhỉ. Trời. Ok. Con có nhìn thấy các em không? Ui sợ. Sao con méo gì? À. Vẫn méo gì? Ừ. Làm thao? Vì thao con méo. Nè. Ừ. Thế mấy đứa kia ăn xong hôm nay được bữa xúc xích liên hoan, chị Mẫn đã cảm ơn chị Mẫn chưa? Đã cảm ơn chị Tuệ Mẫn chưa? Ừ. Rồi. Ừ. Ok nhá. Mấy thôi, Siro.
ngồi gọn ra sang một bên, che hết hình ảnh của chị ra. Mấy thế mấy đứa hôm nay này đã nhớ ngày gì chưa? Đã nhớ không? Nhớ hôm nay là ngày gì chưa? Hôm nay là ăn đầy tháng chị Mẫn đấy nhá. Thôi rồi rồi, bây giờ cho chị Mẫn xuống bên dưới thôi. Để anh xem là mấy đứa ăn còn thừa cái gì để anh xử lý anh chia. Con nhá. Ok.